À, thấy bữa nay nắng nó đổi hướng rồi, mình để trước chòi lá mình phơi ha. Hy vọng bữa nay sẽ có nắng đẹp và ngày mai thêm ngày nắng nữa thì mình sẽ bắt đầu hút chân không rồi đông lạnh và gửi lên Sài Gòn ha. Đó thì do cái lạp xưởng của mình nó không có xài muối diêm, không có xài chất bảo quản, nên đông lạnh cũng là một cái cách diệt khuẩn ha, với lại bảo quản mình có thể bảo quản được lâu. Đó. Nhưng mà lạp xưởng này á thì mình phơi 2 ngày nắng nên nó chưa có chua cả nhà ha. Cái lạp xưởng của mình á truyền thống là mặn ngọt chua đó. Thì nếu mà cả nhà mình muốn ăn chua đó thì mình bỏ ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 ngày đó, để tùy theo cái mức độ mình thích chua cỡ nào. Tại có nhiều bà con á không có thích ăn chua, cứ nghĩ lạp xưởng chua là hư đó, thì không phải ha. Nếu mà chua quá thì hư đó, nhưng mà nếu mà mình để vừa hơi hơi chua thì nó cũng ngon lắm, cả nhà mình có thể thử nghe. Đây là lạp xưởng truyền thống nè, có nhiều người hay gọi là lạp xưởng nem hay là lạp xưởng tươi. Lạp xưởng khô á, tức là giống như mai quế lộ á cả nhà, là mỡ mà thì nó sẽ khô cứng lại, còn cái này là tám thịt hai mỡ nha, nên là gặp lạp xưởng tươi. Rồi Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Nam Việt nha. Rồi cả nhà có đặt hàng lạp xưởng á, thì mình có thể vào namvietshop.com hoặc là gõ số điện thoại 0901201410 0901201410 đó, mình có thể đặt lạp xưởng hoặc là cá dứa một nắng ở Sài Gòn. Còn khô cá thì có thể đi khắp nơi luôn ha, có thể ra nước ngoài được, đó là khô cá dứa, lù đù, lóc, sặc, cá kèo, tôm khô, khô mực. Nhưng mà cả nhà mình đặt đi nước ngoài thì đặt sớm nghe, tại vì em sợ cận Tết á, vấn đề vận chuyển nó sẽ khó khăn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nghe. Nay mấy chị đi sớm ha. Đi sớm làm sớm. Sớm có nắng với lại mình xong mình việc mình về. Dạ. Tết tranh thủ về lo việc gia đình chứ. Nói vậy là bánh mứt xong chưa? Bánh mứt Tết. Nè Tết lớn dữ ha, là bánh mứt sớm hả? Bởi vì làm me hả? Dạ. Mứt tắc nè. Có ai có chùm ruột không ta? Dạ hả? Dạ. Rồi hay sẵn cho luôn. Ở chỗ nào vậy ngay? À hả? Dạ. Ừ. Hai giờ sẵn rồi cho hả? Dạ. Con có dặn là dặn bà Tư Nam ở chỗ đó sẽ có không có. Không có hả? Nay cây chùm ruột cũng ít người để ha. Bữa nay kiếm không khí Tết với cả nhà mình nghe, nghe mấy dì kể chuyện làm mứt nè. Nay dì ngày làm bao nhiêu kiếm mứt Tết? Dì làm ăn ở nhà ăn không? Năm nay dịch bệnh thì... Dạ nay hay nay không có khách. Dạ, nên là làm ít ít hả? Giờ làm nhà ai lấy ăn cái rồi. Mình nghĩ vậy đi. Mỗi năm thì mình làm nhiều, hôm nay mình làm lại. Một năm có con cháu rồi mới về. Khi nay nó về có nhà ông bà thì nó không... Nó mang khẩu trang rồi, nó không mở. Nó không mở, không mở khẩu trang. Không gì đủ nữa. Năm nay Tết lạ hơn từ xưa tới giờ ha. Mày Tết Diệu Kỳ. Hôm bữa mà nghe ngoài sắp phát thành phố Diệu Kỳ hay quá ha. Cái này cái ít có thằng giáo cái ít á. Cái này giờ mình lóc hết mỡ ra hay gì? Hay là sao? Gần hả? Cái dạ. Thấy làm này giống không khí Tết nè, nồi thịt kho tàu. Lâu lâu mình cũng có mình cũng buồn, mình cũng xong nữa.
Gì nghe má áo dài chưa? Má cũng dài. Thường mai rồi. Mà ở quê mình cũng ít có mặc áo dài ha. Như ở ngoài Đồng Nai á thì như ngoài xiến á thì mặc áo dài nhiều tại vì người ta đi lễ á. Còn mình thì xưa thì đi đám cưới áo dài. Giờ mặc đầm mặc váy hết rồi mấy cô à. Dạ, áo dài đẹp cái gì Hạnh? Còn tại áo dài truyền thống Việt Nam mà, còn đầm thì không phải. Tây quá. Dạ. À, chị Nương mất chị cháu hả? Chị Nương nay có cháu về vui rồi. Xuyến đang chuẩn bị đồ cho chị ha em. Giờ dì Hạnh cắt mỡ hả? Chuẩn bị xay mỡ. Dạ. Dạ. À, tại vì cái này mỡ cả nhà mình phải sắc hạt lựu nó mới ngon, giống truyền thống. Chứ còn mà mình bỏ chung với cái cối xay á, xay thịt nó sẽ bị nát hết. Tao vệ sinh rồi rồi, giờ mình không được. Rượu rồi hành phi á em. Tỏi phi. Rồi vậy vậy xay đi vậy Hạnh. Thì mình ở đây cản trở chút mấy chị em là không kịp. Vậy Hạnh có làm có kiệu không? À, chục ký không vậy Hạnh? Chục ký không? À. 2 ký cắt được ký 6 là 800 gram, còn bữa mình có 7 ký mấy là 10 ký. Chị là cái chị không mua một gram. Tại vì hổm em mua nay là em làm hai bột rồi nè. Làm xong hẹp cái rửa cái sạch sẽ quá ha. Dạ. Nhanh. Một ngày nữa lo hả? Ủa vậy em là con gì nghề hả? Hả? Gì? Con gì nghề hả? Dâu. Dâu hả? Ừ. À. Ủa gì nghề mấy người con? Ba người. Ba đứa, tám nhỏ. Hình như em gái là đi làm bên y tế hả? Ừ. Có đó rửa sơn thôi, hồi còn lát làm nữa. Vậy Hạnh mấy người con vậy Hạnh? Dạ. Có dâu chưa, rể gì chưa? Nào có dâu, rể thì tham đó. Hai đứa gái thôi. Hai đứa gái hả? Hai mẹ. Lớn nhất nhiêu tuổi vậy Hạnh? 7 tuổi rồi. À. Học sinh nó cũng có bồ, có bịt rụng không. Vậy là đang chờ kiếm cháu không? Kiếm chồng. Nó còn tham học quá. À còn học hả? Muốn lên hoài. Kệ có lý tưởng à. Chứ nhiều khi mình muốn học nó còn không chịu học nữa. Đó. Nó ra cái gì mình cũng muốn. Cái gì cũng cái này thì lấy cái bình máy xịt á, xịt cho nó dễ. Cái này để dầu cho nó sạch. Dạ. Sao quay lên xin lấy gần nó, nhìn nó lớn dữ lắm, nhìn thấy con dài dạ. Cô chú thấy Xuân Hà hồi xưa là còn nằm trong nôi ha. À, nay ra ngồi coi cô chú làm việc à. À mới đó một năm rồi đó cô chú. Đã. À, năm rồi thì kêu cậu bé lập xưởng đó. Mới làm lập xưởng à. Dạ. Dạ mới có mấy tháng tuổi đó thì bỏ nằm ngoài nôi nè. À, nay ngồi được rồi nè. À, Sơ Hà ra xem cô chú làm lập xưởng nè. Bảo đảm này cái gì đó cô thử xem rồi. Bảo đảm là cái gì cổ mà là con.
Rồi cũng ngốc à. Mấy bà nói là sơn hà già chát nè. Đó. Già như trong tấm chuột nè. Sáng sớm mẹ đi chợ rồi. À, bỏ sơn hà ở nhà mình á. Nhà xíu đi chợ mua đồ ăn cơm hả? Dạ. Sơn hà ơi. Sơn hà ơi. Trời ơi, vậy coi làm lạp xưởng mà sao ngáp dữ vậy? Nay của con đâu? Nay của con đâu? À, cô chú khán giả năm rồi đặt tên cho Sơn Hà là cậu bé lạp xưởng nè. Cứ sáng sớm 5 giờ sáng là khi mà chờ thịt tới là Sơn Hà đã ra đây nằm chờ rồi. À, mà năm nay thì lại dậy trễ ha. Càng lớn càng ngủ trễ không biết. À, 5 giờ là dậy rồi. Đó. Giống con chó con quá. Đâu sống đâu muốn cãi gì không mẹ ơi. Hả? Mua. Đây mà nội ẩm ra mua đồ hả? Rồi nó mừng. Có mang theo tiền không? Đi mua đồ, đi mua đồ. Được. Nay có đi bắt cá không vậy? Ủa, ý là gì có đi bắt cá không? Hết hả? Ủa, mùa này Tết là không có tôm cá nhiều hả? Rồi giờ bán rau không? Dạ. Chứ thường nước nào mới cá nhiều? Dạ. Nước rong cá nhiều. Có cải non không? Có cải ngọt hả chị? Cải ngọt hả mẹ ơi? Cải ngọt, chứ rong cần rau sống rồi lợn. Này hết cá rồi, hết mùa cá rồi chị đi bán rau. Làm dữ quá ha. Có mùa tôm cá thì bán tôm cá, hết mùa đi bán rau. Bán cá có nhiều tiền hơn chứ rau ít tiền à. Cái 5.000 mẹ. Dạ. Rồi đó mượn dạ. Ký cá tới 100.000 mà rau bán biết nào có tiền. Dạ. Cá khỏi phải trồng nữa. Dạ. Rau trồng cực mà rẻ tiền. Ký tôm hả? Cần nói cá khỏi phải trồng. Rồi ra đóng đáy cái có tiền mà ăn ký nó tới 100.000 còn rau có 10.000. Dạ. À cực quá ha. Năm rưỡi hả? Mấy tiếng có 150 hả? À kệ cũng cực ha. Cây chân chống xe. Dạ. Rồi xách rau vô ha. Sao ra chờ mẹ hả Sơn Hà? Sơn Hà ra kiếm mẹ hả? Mẹ đi chợ hả? Ôm mà nội à, không sợ ba ẩm thì ôm mà nội là chúng. Nhưng mang dài vô. Vô nhà đi. Nghe. Ừ.
dòm xe hả? Uống nước trà hả? Ai á? Ai chạy xe đi vậy? sợ ba ấm hả? Sợ ba ấm. Ấm. Nè, hai vô nè. Xách rau vô nha. Ăn sáng xong hả Trân Hùng? Nay có học không con? Ừ. Rồi nó rồi đó, giờ chuẩn bị đi, bài đi học. À, nặng dữ à. Bà sao bà hai ta chở bà đi đó. Bà có điện càng lên cái đó. Là gì chị Nam? Chị làm chua. Ê, này làm chua không ạ? Là đi gần đi vậy. Ừ. Sơn Hà. Lại nổi cho trái củ cây đỏ nè. Nãy ra sao nội xinh hả? Ngâm muối không chị Nam? Giờ chị ngâm muối nè, chị ngâm muối xong chị dằn. Dằn cho nó ra cái nước củ cải này chị đem phơi. Này mà làm ít thôi mà. Không làm cái này đang làm công chuyện. Dạ. À, thì gần Tết mẹ mới làm. Làm sữa làm trời vậy nè. Hả? Ở đấy. Mùa này ít mưa mà. Mùa Tết thường ta làm lạp xưởng là có nắng tốt, ấm áp. Lăn cù cù hả? Sẽ không tới giờ học online chứ con? Dạ. Tới giờ học chưa? Dạ chưa. Cô nãy mới gọi con á là chờ cô chưa bật máy. Học online rồi có báo vô quần không? Áo sơ mi không? Dạ. Học online có phải báo áo sơ mi không? Đồng phục không? Mặc đồng phục chứ có. Không có hả? Sơn Hà ăn chưa kìa? Rồi chơi mình rồi này, ăn chưa? Nó sắp là nội lên nãy giờ á, sắp không. Kéo bà nội đi hả? Nắm cái dây áo dở lên. Đi. Kêu ổng đi hả? À. Sách không được rồi chịu thua rồi. Đi ba. Hả? Được cái nào chưa? Ba thôi à. Ba thôi à. Không nói. Cái người sản xuất cực khổ chứ. Đứng ba dễ nói. Ở đây. Trời ơi, sắp cây chổi. Đi quét đây chứ. Quét nhà hả? Rồi. Ngay chỗ cho làm lạp xưởng ra dọn đi. Đừng khóa của nội. Cây chổi của nó. Vậy mới có. Ừ, mẹ. Nó thấy là nội là sắp bởi dưới đất nè. Dạ. Rồi quét nè, đó. Đó. Cây chổi này của nó mà. Nó quét nè. Quét đâu quét đi. Ở Sơn Hà ăn chưa em? Mình phải bỏ khăn mát á xin. Dạ. Dạ mới tới lượt mẹ Xiến ăn hả? Đó. Lo hết cho cả nhà rồi giờ tới mới tới mẹ Xiến. Rồi nó leo. Đó, coi chú coi nó leo. Hồi đó mẹ mày củ kiệu, củ cải mấy trăm ký ghê vậy. Trời ơi nó leo. Dạ. Thôi. Bỏ xuống nè, ẩm thảy xuống đây. Ba dẹp cái ghế. Dẹp cái ghế mình được. Ba mười đóng nói thì yên. Hả? Mấy gì bên đây xăm cho nó xì cái không khí ra với lại kia phơi á. Nó sẽ chảy mở ra. Rồi bên này nắng lên đẹp rồi nè, nãy mấy gì sợ bên này không có nắng. Chứ đất về thì nó vậy, bắt đầu nó ấm áp rồi. Tại vì thường á, lạp xưởng mình làm vào mùa Tết cả nhà ha. À, còn như quanh năm á, thì mình phải có máy sấy. Cái mùa mưa á, là không có nắng phơi là cực dữ lắm luôn á. Khổ luôn chứ không phải cực nữa. Để à, dễ hư lắm. Dạ. Cho nên là mình có máy sấy nhưng mình không có xài, chờ khi nào mà mùa mưa đó thì mình mới xử lý bằng máy sấy. Sấy cái nó vẫn ngon bằng nắng này. Dạ. Mình làm món ăn truyền thống mà mình làm kiểu ngày xưa á, nhìn nó ngon hơn, màu cũng đẹp hơn nữa. À, đây là công đoạn cột. À, rồi qua bên đây là mấy chị bên đây xăm. Rồi bên kia là chị Mi Tu rửa ha. Xiến vô phụ hả? Nắng lên rồi phụ cho xong ha.
cái xào trong đây, còn cái xào ngoài kia thì phơi được nãy giờ rồi. Hôm nay là mới treo lên. Bữa nay ruột nó đều quá ha, nó không có quá nhỏ mà không có quá lớn. À, lựa rồi ha em, hèn chi nó sau nay đều dữ. Tại vì có cô chú yêu cầu là ruột theo ý mình á thì cũng hơi khó. Tại ruột heo á mình về mình phân loại ra, cái nào nhỏ quá thì cũng không làm, mà bự quá mình cũng không làm ha. Đó, còn mấy cái loại trung trung nè, nó giống nhau hết à. Xong rồi hả vậy? Còn nữa không? À, bên đây là còn dư ra ít thịt cho nãy cái đặt phần đầu của ruột phải không? Phần đầu không cột được á, giờ mình dồn vô cái ruột nguyên. Giờ mình lật cái đang chở lên hả gì? Đang chở máy lên. Đây là cái thao cuối cùng. Đó, làm vậy mới thấy không khí Tết phải không? Ăn Tết vậy mới vui chứ. Tết mà mua về ăn không vui ở nhà ha. Nhưng mà nói vậy chứ Tết mình làm một hai món thôi, còn những món còn lại mua chứ món nào cũng làm á, cực chi lắm luôn á, không có thời gian. Vì ngày năm nay làm mức gì không? Mức cừng mức gì không? Làm mức chùm ruột. Chùm ruột thôi hả? Mức chỉ làm mức cừng. Dặn mua mà không có. Lúc này không có người trồng không bán. Mùa này ít có ruột hơn mấy ký. Bà hái sẵn luôn. Hả? Không biết nữa. Hôm nay mình bỏ món chùm ruột đi. Nếu cả nhà mình muốn coi lại cái mứt chùm ruột á, thì mình xem lại video cũ nha. Mứt chùm ruột Nam Việt. Rồi. Dạ. Giờ ta chặt hết ráo à. Ngày xưa có người mua nên là mình trồng mình bán. Giờ không ai mua, trồng nó rụng. Rụng xuống đất tùm lum. Giờ là gì đang xăm sơ sơ để cho nó xì hơi ra. Đó, rồi chút mình qua kia mình cột rồi mình mới xăm lại cho kỹ. Bây giờ bắt đầu rảnh tay rồi, mấy gì ngồi chơi rồi ha. Máy chạy xuống 200 ha. Này nó chỉnh được tốc độ quá gì, nhưng mà chậm 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 vậy cho nó dễ làm. Tại vì bữa nay còn có miếng thịt cuối cùng mà. Đó ra rồi đó. Nó đụng cho cái kịch đó. Đây là những chiếc lạp xưởng cuối cùng ha. Ruột này đều nè. Mình làm canh á. Dạ. Cái nào bị quá rồi. Vì chích cho cái nó xì hơi. Nó thì hơi quá trời rồi. Giờ rảnh rỗi rồi đó. Làm tàn hết giờ rồi đó. Nhìn vậy. Vậy vật nhìn thấy ghét hả? Nha, nha cả hả? Chị mình thì đẹp lắm đó, chứ phải là ra nắng là tại hơi nhăn nhăn chút vậy. Tại vì nắng nhăn chứ không phải bình thường nhăn vậy không? Nắng bới nè. Bữa nay cây vú sữa cũng hơi thưa lá nè, nắng hả chừng. Không, tụi nó làm như cái ánh nắng. À, nó đi hướng xéo, nó hướng xéo bên kia đây. Tay có tái rồi, nhớ lên nữa ha. Tái bự ghê. Vú sữa. Ừ, sữa này cái ít. Ở chi cũng tận lên. Chứ đợt rồi em tỉa nhánh bỏ nhiều lắm. Rồi, đúng rồi, nó bị mất mũi. Dạ. Nó bị mất mũi rồi. À, tỉa mỗi lần tỉa là mình bị mất mũi rồi. Cái cây chú sữa của chi Dung hôm nay cũng ít cái. Còn vú sữa này cái này mau lớn. Vậy là còn có chừng vài chiếc lạp xưởng nữa ha, 2-3 giây nữa là xong rồi. Có 2 tuần nữa. Tết hả? Dạ. Qua đưa ông Táo về trời nè, rồi là thấy Tết rồi đó. Rồi đi tảo mộ. Dạ,
chín rồi. Năm nay mình không khí Tết là nghe nó em liềm. Trời ơi, con đi quay phim chợ cho bà con coi đó. Trong chợ Chòm Hổm của mình cũng vắng nè. Mà lên tới Sài Gòn á, gì chợ lớn nè, chợ Kim Biên, chợ nào cũng vắng quay á, không có người đi luôn á. Nhớ hả, mấy năm trước mùa này là nhà nào cũng lặng mất. Dạ. Thôi, cái cửa rồi, thôi mắt. Hồi xưa á, ngon ha. Dạ, hồi xưa mới là vui. Dạ. Mấy năm nay là múc cà chua rồi họ làm dữ lắm mà năm nay không thấy làm. Dạ. Chỉ còn có vài ba người là làm thôi. Với hồi xưa mình hay xuyên đi thăm hàng xóm với thăm thăm bà con xa nữa ha. Giờ chỉ qua lại bà con gần thôi, bà con xa cũng ít đi. Ví dụ như người ta làm chắc ai cũng bận rộn. Không? Dạ. Gần mùa này múc gần múc cà chua rồi họ làm nhiều lắm mà sao năm nay không thấy nè. Không có nhộn nhịp như mấy năm trước đâu. Nhưng mà giờ mình về sâu về mấy tỉnh miền Tây xíu thì vẫn còn cái gì. Chỉ có mình ở đây cận thành phố quá, cái cuộc sống nó càng ngày càng giống với thành thị đó. Ít có qua lại nhiều. Giống như cách đây khoảng chục năm á, mình Tết mình thấy họ hay dựng mấy cái chòi lá ở ven đường hoặc đầu xóm á, để bán Tết, bán chè Tết. Dạ. Nay thì không thấy ai bán nữa. Mọi năm thì giờ này hội chợ tới rồi ha. Dạ, năm nay chắc không có xuống quá. Tại vì xuống sợ bị ế. Dạ. Bị dính rồi Covid á, không đi đâu được. Dạ. Tại vì hồi trước ở dưới quê mình không có gì để chơi á, nên là hội chợ về là mừng dữ lắm. Mấy đứa nhỏ được đi chơi. À, đây là xuyến làm cái công đoạn xăm. Đây là nhà còn miếng thịt tiếp rồi. Xăm tướng hả anh? Cái đồ xăm tướng quá. Xăm lần được 4 mũi. Dạ. Sẽ nhanh. Đó mình nói anh làm mà cuối cùng không chịu làm. Anh đâu mua được. Giờ mua được. Tại mình không có máy mài mình cũng lười. Đúng rồi, chờ đi miếng mài miếng đồ. Dạ. Chứ không, người ta làm chút đỉnh đấy. Người ta làm, gì mà. Không có rải, cái chỗ nào cũng có, nhưng mà mình tìm chưa đúng lúc. Dạ. Chứ mình làm đâu có bằng người ta làm chuyên nghiệp, nó đẹp. Nhìn cứng cáp mà ngon lành không? Rồi, bên đây xong, bên đây cũng xong rồi. Giờ đem qua rửa cái là... Đẩy cái xào lên phơi. Rồi tạm biệt cả nhà mình ha. Bữa nay mình đón không khí Tết bằng lập xưởng với nhà Nam Việt nha. Rồi cả nhà mình có thể ghé namvietshop.com để thêm thông tin ha. À, đặt hàng ở Sài Gòn. Và cái cá một nắng, cá dứa nè. Còn mấy cái khô quá thì mình có thể gửi đi xa được. Còn bà con mình ở nước ngoài thì không có gửi được lập xưởng nha. Tại này là thịt heo, không có gửi đi nước ngoài được. À, nên mình chỉ gửi được khô cá thôi. Rồi tạm biệt cô chú ha, hẹn gặp lại.